Đây là cá gô. Trời mưa cá gô nó sẽ nhảy lên bờ, mình đi bắt nó. Đây là hồ sen. Cá gô nó ở trong hồ sen. Giờ hai người phụ nữ, một người đàn ông thì mặc áo mưa nha, còn người, hai người phụ nữ không có mặc áo mưa. Nhảy gì ghê quá vậy. Ôi trái bán cầu kìa. Nè, một trái bán cầu nhóc chưa? Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái. Ê, cái này chín rồi nè. Kìa cá gô, kìa cá gô kìa. Trời ơi, từ từ thôi. Đợi Uy Phim, trời ơi, trời cho người ta tác nghiệp. Nè, nè, nè. Để mang cá gô lên bờ nè. Chết, chết. Văng mất mẹ luôn kìa. Văng hả mày? Dính rồi đây. Quá nhiều à. Nó nằm ở dưới mấy kìa, kìa, kìa. Cái chỗ đó em thấy nó động lại đó, ngay chỗ đó đó. Đó. Vợ chồng này đi không có đợi ai. Trời ơi, bắt cá gô mà kêu đợi. Thôi vô mấy tán lá hồi nãy lùm xùm nãy gì mà nhiều đó. Đi hết vòng đi. Đi đâu mà nè. Trời, cái bông sen nó đẹp quá trời đẹp kìa. Đây là cây mít. Đây là cây chuối. Đây mã không á, đi vô. Bãi hả? Thôi vô trong kêu đi chỗ con cầu đá gì vậy khó. Cái mặt tôi cá gô, trời mưa đi bắt cá gô, nó nhảy lên bờ. Nè nè nè. Nè bắt cá gô nha. Nè quay mẹ, quay đi kìa. Bắt cho hay cá gô nha. Cá gô, cá gô. Đi bắt. Vậy hồ sen nè, cá gô này là cá gô thiên nhiên, không ai nuôi. Coi ở đây nè, ổi đây. Kìa, đây nè, đây nè, đây nè, quay cho mi quay đi. Nè cá gô nè, cá gô nè. Trời mưa là nó nhảy lên bờ nhóc. Trời ơi, nó đâm nha. Đó. Chiều nay mình ăn món cá gô nấu canh chua điên điển. Nè nè cá nè. Cá nè con. Nấu hết trơn nè. Có nữa hả? Dòm coi sao mình không thấy được con nào. Trời ơi, tôi đâu quay không, tôi có thấy đường đâu dòm. Rồi mấy đám lá nó gung 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 rồi thôi đó. Ướt cái điện thoại bà con ơi. Là cá gô tự nhiên. Ồ, có ốc kìa. Trời ơi, nãy giờ